Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia dự án có tên là Mighty. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà đang tắt chatbot nè. Rồi các bạn bấm vào continue nè các bạn. Mình sẽ get được 100 triệu token có hiệu là Mighty C nè các bạn. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè các bạn. Rồi các bạn bấm up lên nè các bạn. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi các bạn bấm up lên nè. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter. Get 100 triệu. Thì chương trình airdrop này nó chỉ random cho 10.000 kỳ may mắn các bạn. Thì follow tại Twitter nè. Theo dõi nè. Sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn copy hashtag này nè các bạn. Các bạn tweet luôn đi các bạn. Tweet bị dưới cái game. Rồi các bạn like nè. Các bạn dẫn tweet với hashtag nè. Rồi. Các bạn tweet lên nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào sorry này airdrop link là gì ta. Rồi các bạn bấm vào submit detail nha các bạn. Rồi các bạn điền lại what's your username. Rồi các bạn điền lại username telegram của các bạn. Thì các bạn nhấp vào backend cùng nè. Vào setting. Copy username mình nè. Rồi lại cho bot nè. Follow tại Twitter, like và tại tweet này nó kêu mình gửi cái gì ta. Follow là tweet sẽ bot. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter mình nha các bạn. Cộng win về nè nè chín cái cho bot. Rồi tiếp tục thì bot skip chưa tại tweet tập bồi tan. Rồi tiếp tục thì nó yêu cầu mình gửi một link tại tweet các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn nha. Ta để submit tin request cho nó dễ hơn không chịu. Dự án này hiểu không nổi. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tại quyết nè. Sao chép liên kết gửi lại cho bot nè. Submit. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ BNB sao mà trên Bet20 trên YouTube Flash của tất cả các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn bấm vào Balance để check số cầm mình kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 100 triệu token này các bạn. Rồi bấm vào cái link để liên kết chia sẻ cho bè và thân để kiếm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.